Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Thế hệ Hải tặc. Thì đây là một cái tựa game đấu tướng chiến thuật lấy đề tài One Piece với đồ họa 3D vô cùng hấp dẫn. Thì kèm với đó là một cái đồ họa vô cùng sống động đến từ những tiết kết hợp với lối chơi hệ tướng đơn giản mà gửi đã biến cho Thế hệ Hải tặc Mobile trở thành món ăn tuy lạ nhưng mà đủ ngon miệng cho các bạn là fan One Piece. Thì Thế hệ Hải tặc là một cái tựa game nhập vai đấu tướng lấy đề tài One Piece. Thì vẫn hơi khác những tình tiết quen thuộc từ bộ truyện tranh đảo hải tặc cuốn được nhiều các bạn dung thủ yêu thích và lối chơi đấu tướng mà ta đã quá là trai mặt, nhưng mà nhờ một phần đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt sinh động đã khiến tựa game này trở nên vượt trội hơn nhiều so với các sản phẩm có mặt khác trên thị trường. Về nội dung thì Thế hệ tập Mobile bám sát cốt truyện One Piece, tái hiện gần như là đầy đủ các nhân vật, địa danh và các vùng biển vô cùng quen thuộc. Các bạn là người chơi lúc này giống như một chàng hải tặc Google Luffy sẽ tự tìm cho mình những cái đồng đội giỏi, đổi mặt với bão tố và chiến đấu với hải quân và các quan cấp biển khác để chinh phục cả hải trình. Thì ngoài ra thì mỗi các bạn game thủ sẽ sở hữu một cái thuyền trưởng hải tặc riêng của mình và có thể tự do tùy chỉnh nâng cấp cũng như là nâng bồi dưỡng nhân vật lên level nhân vật của mình. Nhiệm vụ của bạn là lần lượt đánh bại các bạn nhóm hải tặc khác, thu về cho mình những cái kẻ mạnh nhất để trở thành thuyền viên và tiến ngày càng xa hơn trên tiến trình cốt truyện. Đồ họa chính là điểm nhấn và cũng là điểm khác biệt lớn nhất của cái tựa game Thế hệ hải tặc so với các tựa game ăn theo One Piece từng ra mắt trước đó. Thì trò chơi được phát triển trên nền đồ họa 3D tiên tiến với hiệu ứng chiến đấu mượt mà và có pha kết cảnh đẹp mắt sống động. Sẽ không còn những nhân vật 2D khô cứng mà đó là các bạn người chơi sẽ được sống trong một thế giới One Piece chân thật và hấp dẫn. Tất nhiên thì các bạn game thủ có thể ngắm các đồng đội của mình như Nami, Yugo hay Gốc ở mọi góc cạnh và kỳ quái sát cánh bên họ và tận hưởng những cái cảm xúc đặc biệt khi mà chiến thắng. Thì có thể nói thì đồ họa 3D của cái sản phẩm này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những đối thủ 2D lớn cùng loại ở trên thị trường Việt Nam. Thì Thế hệ tặc Mobile có lối chơi hệ tướng chiến đấu theo luật khá quen thuộc. Ngoài nhân vật chính, bạn có thể chiêu mộ thu thập những đồng đội khác trong quá trình chơi nhằm xây dựng những đội hình mạnh mẽ hợp lý nhất để vượt qua các khối bảng cũng như là đấu trường. Với cơ chế chiến đấu trong game là tự động hoàn toàn, nhiệm vụ của bạn chỉ là sắp xếp đội hình rồi bắt đầu chiến đấu. Tuy vậy thì để bớt nhàm chán, trò chơi đã sử dụng cơ chế liên kết yêu cầu các bạn người chơi phải nhấp vào màn hình lúc đứng nhân vật ra đòn để tạo ra những chuỗi combo mạnh mẽ. Nếu bạn đã từng chơi qua Huyền Quân 8 của Gana thì cơ chế Guitar này cũng tương tự như vậy. Thì để có cơ chế đó, các bạn còn phải sử dụng hợp tác hậu công và không sử dụng auto nhé các bạn. Thì mỗi nhân vật đều có các câu kỹ năng khác nhau trên màn hình. Các bạn người chơi có thể kích hoạt các kỹ năng đó một cách hậu công nhưng mà không tạo ra quá nhiều khác biệt so với ở chế độ tự động. Ngược lại, khi các nhân vật di chuyển kỹ năng thì các bạn game thủ sẽ được chiêm ngưỡng một đoạn cutscene cực kỳ hào nhoáng, không hơn kém gì trong anime. Nhìn chung thì lối chơi của game không quá phức tạp khi các bạn người chơi không phải thao tác gì nhiều nha các bạn. Thế nhưng mà cơ chế chiến đấu đơn giản có lẽ cũng là một cái hay đối với những các bạn game thủ yêu thích nơi việc được nhìn ngắm các nhân vật mà mình yêu thích chiến đấu tung chỗ hay trên màn hình. Giao diện ở trong trận của game đã được gạt bỏ hết những yếu tố không cần thiết để các bạn người chơi tập trung vào trận chiến và dễ dàng tận hưởng các chỗ kỹ năng đầy hoành tráng của các nhân vật. Thì các nhân vật trong game được chia làm nhiều phẩm chất như xanh lá, xanh dương, tím, cam, đỏ, tương ứng với sức mạnh của mỗi người. Mỗi nhân vật còn sở hữu một phần tính riêng tương khắc với nhau. Chính là vì vậy bạn cần phải lựa chọn thành viên của đội mình một cách có chiến thuật để họ có thể phát huy hết sức mạnh trong chiến đấu. Ngoài ra thì để giành được ưu thế trong các chế độ chơi thì bạn cũng cần liên tục bồi dưỡng đội hình của mình thông qua các tính năng đa dạng mà hầu như các bạn là fan hệ tướng nào cũng đã nằm lòng, chính là tăng cấp, tăng sao, đột phá, thức tỉnh hoặc trang bị. Bên cạnh đó thì mỗi nhân vật có quan hệ với nhau trong cốt truyện, khi ra trận cùng nhau sẽ kết duyên phận giúp họ nhận được bất tỷ số vô cùng lợi hại. Ngoài chế độ chơi cốt truyện thì game Thế hệ tặc không hề thiếu các chế độ BLB được lấy cảm hứng từ cốt truyện One Piece mà bất kỳ ai đam mê các tựa game cùng loại cũng dễ dàng nhận ra, như là cuộc nội Emerald, đấu trường Khoida, Mariposa hay là hạm đội chiến vân vân. Thì các chế độ này không chỉ bổ sung thêm gia vị giúp trải nghiệm game trở nên phong phú và ít nhàm chán, thì còn giúp tái hiện lại những cái trận chiến huyền thoại mà bạn yêu thích trong thế giới hải tặc. Tất nhiên thì đây cũng là nơi để bạn có thể thu hoạch những nguyên liệu, cấp trang bị cũng như các loại tài nguyên khác trong hành trình mạnh hóa đội hình của mình. Điểm tiếc là ngoài trừ phần đồ họa 3D chỉnh sửa chớp thì thế giới hệ hải tặc chưa có bất kỳ điểm đột phá gì so với các tựa game One Piece khác trên thị trường. Bản thân trò chơi không sở hữu một chế độ chơi nào thực sự nổi bật, cũng như là sở hữu khá ít tính năng và số lượng nhân vật cũng dưới hơn 4 hơn so với một cái tên khác. Nhìn chung đây là một cái bộ tuyệt hình âm tuyệt vời cho các bạn là fan One Piece của đảo có cái tựa
bộ phim Tảo Hải Tặc, nhưng mà có thể sẽ khiến những ai đang mong chờ một sản phẩm mới mẻ và có chiều sâu khát vọng không quên lớp áo đồ họa được mắt cùng lối chơi đấu tướng đơn giản có lẽ cũng đủ làm hài lòng đại số các bạn game thủ, giúp trò chơi này chiếm được vị trí lớn trong cộng đồng rồi. Chung thì tựa game này có khá nhiều điểm, ưu điểm nhất phải kể đến chính là đồ họa bay mắt chuẩn nguyên tác, hiệu ứng chiến đấu đầy mãn nhãn, các tính năng bồi dưỡng quen thuộc, lối chơi đấu tướng quen thuộc và đa dạng hoạt động BLVB. Nhưng mà sau đó thì tựa game này vẫn có số nhược điểm như là lối chơi không có nhiều phá, số lượng tướng chưa được phong phú. Hy vọng khi nhà phát hành sẽ sớm sửa khắc phục những cái khuyết điểm đó để cho tựa game này có thể hoàn hảo hơn. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các game code trên tựa tân thủ mới nhất và hướng dẫn bạn nhập code cho nào cho biết. Bạn nào rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Thì đầu tiên để nhập code các bạn cần vào một cái website là thht.jinmi.vn/user/game code. Thì đó bạn tiến hành đăng nhập. Thì bạn nào đăng nhập rồi nó sẽ ra một cái khung hình như thế này các bạn, và các bạn tiến hành nhập gift code. Thì cái gift code thứ nhất như sau: từng thưa các bạn, gift qua nha các bạn, từng một THHT. Thì đây là code thứ nhất nha các bạn, gift code là từng một THHT. Các bạn lưu ý là code này có hạn sử dụng đến ngày 17 tháng 5 năm 2022. Các bạn nhanh tay nhập vào không thôi sẽ bị hết hạn nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ nhập nó, nhấn vào xác nhận để nhận quà. Nó để nhận có thành công là đã thành công. Sau đó bạn quay trở về cái tựa game này và bạn tiến hành vào cái hòm thư để nhận quà. Cái này sẽ nhận được các quà như sau: 20 thùng bia lớn, 5 cái hộp 588 kim cương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến có thứ hai. Bạn cũng vào website thì có hai như sau: THHT Tân Khẩu. THHT Tân Khẩu là có thứ hai nha bạn. THHT Tân Khẩu thế hệ hải tặc Tân Khẩu là có thứ hai. Đó, nhấn vào xác nhận để nhận quà thì code này sẽ nhận được các phần quà như sau. Bạn vào thư để nhận quà. Code này thì sẽ nhận được là 50 cái thùng bê lớn. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhận đó. Bạn nhận hết tất cả, tổng cộng sẽ là 70 thùng bê lớn và 5 cái hộp 588 kim cương. Thì 5 hộp này tức tương đương với 3.000 kim cương nhé bạn. Ok, thì giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Tổng cộng có 2 code, khi nào có thêm cái code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn nhập code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.